Em xin chào bà con và các bạn. Thì giờ cũng khuya rồi, đi thăm cái chuồng dế nó lên nó đẻ quá chừng luôn. Thì cũng đang mưa, trời cũng đang mưa. Đây là cận cảnh dế nó đang đẻ trứng vào khay đẻ. Thì cái khay đẻ này mình làm bằng sư dừa, mình trộn ẩm. Xong rồi mình lót một cái vỉ lưới ở trên bề mặt khay để cho con dế nó chỉ ghim cái ngồi đẻ của nó xuống cho nó đẻ thôi, chứ nhiều khi mình không có lót cái khay cái vỉ ở trên á thì dế nó sẽ lên đây nó bư và nó không chịu đẻ. Thì đây em sẽ quay cận cảnh con dế nó đang đẻ. Thì hiện tại trên khay này toàn là dế mái thôi, thường dế mái nó mới lên khay này nó đẻ. Thường con dế nó đẻ thì nó phải ghim cái ngồi nó giống như cái kim vậy đó, cái ngồi ở sau đít của nó. Nó giống như một cây kim á, thì nó ghim xuống. Thì cái sơ dừa này mình trộn vừa ẩm, thì qua nhiều lần trộn khay đẻ cho dế á, thì mình sẽ cảm nhận được cái độ ẩm thích hợp để cho con dế nó đẻ. Và mình phải đè, khi mà sơ dừa mình để lên cái khay rồi mình phải đè cái sơ dừa cho nó vừa chặt để con dế nó tìm được cái độ ẩm thích hợp và cái độ cứng an toàn để cho con dế nó đẻ trứng vô. Các bạn thấy con dế nó ghim xuống, cái độ cứng vừa phải là con dế nó ghim xuống và nó đẻ. Chứ nhiều khi cái sư dừa này xốp quá thì nó ghim xuống và nó ghim xuống nhổ lên nó đi chỗ khác. Đó, thì đây là cái cận cảnh con dế đang đẻ, nó ghim cái ngồi xuống. Mình làm một cái lớp sơ dừa mỏng thôi, cũng không quá dày, để khi mà mình thu hoạch cái trứng dế thì nó được nhiều. Nhiều khi mình làm cái lớp sơ dừa dày thì mình thu hoạch cái trứng nó ít, cái ổ trứng dế nó ít trứng mà sơ dừa nhiều. Thì mình làm cái ổ này nó vừa phải thôi. Qua nhiều lần trộn thì mình quan sát, mình sẽ làm từ từ mình cải thiện lên được à. Đây là nửa đêm trời cũng đang mưa nên nó hơi ồn xíu. Đây là cận cảnh những chú dế làm việc chăm chỉ cho mình những cái trứng. Đó, trên khay này toàn là dế, nó lên cánh cũng đều nên nó lên khay đẻ cũng đều. Em xin dừng cái video clip ở đây. Em xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem.